Vâng, xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái series Minecraft sinh tồn 1.16 này ha. Thì hôm nay là nhiệm vụ mình cần phải làm, đó là mình phải tìm thêm netherite để mà ép hết toàn bộ vô luôn. Đó, chúng ta còn 1 2 1 2 3 4 5 5 cái món đồ chưa được ép netherite. Đây thì netherite mình đã ép vô cho cái bộ giáp của mình rồi. Đó. Đây thì nói chung là trong lúc cái thời gian mà offline thì mình cũng có ép vài cái dòng, gọi là vài cái dòng, nói chung là ép vài dòng phù phép mà có, nói chung là có ích cho cái bộ giáp của mình đó. Đây à, đó, tất cả đều là bảo vệ 4 hết nha. Đó, cái này bảo vệ 4 nè, bảo vệ 4 luôn, bảo vệ 4 luôn, có riêng này bảo vệ 3 thôi. Đó, ôi mẹ ơi nó quái. Đây còn nó bách nè, ở đây mình có nó bách thì mình sẽ ép vô cho cây kiếm mình luôn. Đó, nó bách, nó bách quạt cái gì quá đắt, what the hell, quá đắt, cấp độ 65 mà quá đắt cái gì, what the hell, đùa nhau, oh my god, cái gì vậy. Cái này là gai, gai gai hai. Đó, còn cái này là đập smite, đập nè, đập thì mình hiện tại thì mình không biết nên ép vào cái nào. Đó, mình không biết nên ép vào cái nào nữa. À, thôi kệ đây, bây giờ thì chúng ta cần làm một nhiệm vụ đầu tiên, đó là gọi là gì nhỉ, đúng rồi, ép netherite, ép toàn bộ netherite vô cái sát tượng của mình luôn đó. Đó rồi mình sẽ đi tìm một cái gọi là, rồi chúng ta sẽ đi khám phá, đi đi gọi là đi tìm một cái người ta, một cái pháo đài địa ngục luôn đó. Còn đây là tất cả những cái số gỗ mà mình đã farm trong thời gian offline đó, kinh dị chưa. Thôi, nhưng mà mình nghĩ bao nhiêu đây vẫn chưa đủ nè, mình nghĩ bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu đó. Bởi vì mình sẽ xây một cái cây rất là lớn, nhưng mà mình không biết là mình có xây không nữa. Và đây là mấy em bò của mình, trời ơi chật chội hết trơn rồi. À, còn đây là số cát, cái số cát này là mình đào ở bên sa mạc đó nha, đó nó ra một đống luôn đó. Thì còn đây là số thuốc, đây là đây thuốc súng đầu, đây đây là cái số mà thuốc súng mà mình đã vận chuyển từ bên cái đảo bên kia đem đi qua đây để mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ, đó là đi tìm netherite 1 2 3 4 5 món đồ, 5 món đồ, một cái phôi, một cái phôi netherite là tổng cộng là 4 mảnh, 4 mảnh vỡ cổ đại, 4 mảnh, 4 mà nhân cho 5, 4 nhân 5, 4 nhân 5 thì là bằng 20. Ôi, chúng ta còn phải tìm 20 cái mảnh vỡ cổ đại thì mới đủ để ép hết toàn bộ những cái bộ đồ, những cái đồ còn lại của chúng ta. Ôi kinh dị thật. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo TNT và mình sẽ đi xuống dưới mình tìm netherite luôn đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lên đường đi tìm một cái pháo đài địa ngục để mà mình kiếm cái que lửa bạn, mình làm mắt Ender, mắt Ender để mà mình đi sẵn tiện, nếu mà tìm được mình sẽ cố gắng mình tìm được để mà mình làm mắt Ender. Và trong tập này nếu như mà mình cảm thấy là mình giết gọc được mình sẽ giết luôn ha. Đó, vậy đi. Ô các bạn ơi, chưa gì mình đã thấy một cục rồi nè. À, mình chỉ đào một cái đường đó mà mình đặt TNT thôi, nhưng mà mình thấy hai cục chứ không phải là một cục nữa. Bỏ cái nấm ra. À, chưa gì chân đã thấy hai cục rồi. À da, thời tới rồi nha, thời tới rồi. Rồi bây giờ thì mình chắc mình nghĩ là mình sẽ đi lên trên mặt đất để mà cất một số đồ, sau đó mình sẽ xuống đây mình đặt bom. À, đây là cái gương yêu quý của chúng ta. À, thì mình sẽ cất một số thứ gọi là linh ta linh tinh vào đây. Đây cái này lấy lại rồi, vàng này bỏ vô luôn đi. À, mấy cái sỏi này thì để lại để mà chúng ta gọi là làm công việc. Và cái thuốc súng này không biết tại sao nó đã lấy đi nữa. À, rồi cái bóng bóng này thì bỏ vô luôn đi. À, không, mình đem theo đi để mất công mình quên. À, mình quên đem về nhà để mà mình chế thuốc, làm cái thuốc mà chống lửa các bạn đó. Rồi thì mình đã thay đổi địa điểm để mà tìm khoáng sản netherite, bởi vì cái địa điểm cũ thì mình thấy là nó banh chành hết trơn rồi. Bây giờ thì chúng ta nên chuyển hướng một xíu đó. Rồi bây giờ thì chúng ta thực hiện cái công việc của mình thôi. Mình đã đặt xong thuốc nổ, nhưng mà bây giờ có một điều khá là quan trọng, đó là mình bỏ quên bật lửa ở nhà, và bây giờ chúng ta còn phải quay trở về một chuyến nữa để mà lấy bật lửa lên để mà kích hoạt mọi thứ, kích hoạt thuốc nổ đó. Hay thật là mất thời gian quá đi, cái tính đản chí không bao giờ mình sửa được. À, dạ. Thì mình vừa mới lấy bật lửa xuống thì mình
chưa kịp hình dung chuyện gì thì nó đã nổ tan hoang rồi. Đó. Mình vừa mới bước xuống luôn á, không biết chuyện gì luôn, vừa mới bước xuống thấy một cái lỗ chà bá rồi, không hiểu tại sao nó được xuất hiện cái lỗ này. À, theo mình nghe vậy thì chắc có thể là do một số lava nó chạm vào, chỉ có thể là những cái hạt lửa thôi, chỉ có thể là những cái hạt lửa lava thôi. Đây, những cái tia lửa lava mà nó bắn lên nè, nó vô tình nó chạm vào cái TNT hay sao đó, nó nổ tan qua như thế này luôn. Ây da, đúng là nguy hiểm thật sự. Đó. Ồ, vậy là công sức từ nãy giờ là chúng ta không thể nào mà ở đây chứng kiến được rồi. Ồ, rồi, nhiệm vụ bây giờ đây là tìm xem có thử có cái mảnh vỡ cổ đại nào hay không. Và đó sẽ, chúng ta sẽ tiếp tục khai thác như bình thường. Ở đây hai cục nè. Hay quá, ở đây hai cục. Một cục, hai cục. Quá lời luôn. Rồi. Ngon ăn luôn. Đấy. Mà công nhận cũng đỡ thiệt ha. Chưa kịp kích hoạt nữa cái nó nổ luôn rồi. Rồi bây giờ là đi xung quanh xem thử ơi, có còn cái gì nữa hay không. Ai da, lava hơi bị nhiều đó. Giờ coi bộ là mình phải lắp cái đống này lại rồi. Chứ nó chảy chỗ này thì làm sao mà tìm được. Tình hình là bây giờ là cái chỗ đó chúng ta không thể nào mà lắp lại, bây giờ đơn giản là nó quá lớn và cho nên là chúng ta không biết cái nguồn gốc của nó ở đâu hết, và cho nên là mình quyết định là mình bỏ luôn đó. Cho nên là bây giờ là mình sẽ kiểm tra bên đây xem có còn em nào ở nơi không, lộn, có còn cái quặng nào nữa không. Thì theo như mình thấy là không có rồi đó. Thì có thể là trong đây nó có đó, có thể là có hoặc có thể là không, nhưng mà bây giờ lava đã lấp đầy như vậy rồi thì chúng ta cũng không thể nào mà vào trong đó được, ngoại trừ là có thuốc kháng lửa. Nhưng mà thuốc kháng lửa thì mình vẫn chưa có chế được, cho nên là chúng ta được cũng đành chịu thôi. Bây giờ thì vẫn tiếp tục cái công việc đó là tìm, nhưng mà sẽ là theo một cái hướng khác, hoặc là đi bằng hướng này luôn, tiếp tục đi bằng hướng này. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không đi hướng này đâu, bây giờ hướng này là cái núi lửa không mà. À, ai mà lại đi chơi với núi lửa chứ, đúng không? À, cho nên thành ra là chúng ta sẽ đổi hướng, quay ngược về một hướng sang bên trái bên phải nào đó. Thì mình quyết định là mình sẽ quay qua hướng này mà đi, bởi vì cái hướng bên đây á, là nó đụng với cái hang cũ của mình đó, nó đụng với cái chỗ mà đi mai cũ của mình, cho nên thành ra là mình không thích cái điều đó cho lắm. Rồi à, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái hướng này đó, cái hướng này là một cái hướng riêng biệt luôn. Đây là tầng 12 thì chúng ta lên thêm ba tầng nữa, 1 2 3. Có rồi kìa, đó. 1 2 2 cục luôn, hình như 3 cục luôn chứ không phải 2 nữa. Đâu đúng không? Đúng luôn rồi, 3 cục luôn kìa. Ở đây có không? Có luôn nha, ở đây có một cục luôn nè. Đó, hợp lý chưa? Đó, chúng ta tổng cộng còn bao nhiêu nha? Đây 4 nhân 5. 4 nhân 5 bằng 20 vậy chúng ta mới có 5 à. Chúng ta cần cần phải có thêm 15 cầu cục nữa. Vậy mới đủ. Đâu, 3 cục này nữa đúng không? À bên đây một cục nữa nè. Quá trời nhiều luôn. Được rồi nha. Đó. Rồi. Đấy luôn. Đó. Rồi đâu. Khoan, nhìn kỹ bên đây thêm cái nữa. Nhìn kỹ, nhìn thật kỹ vô nha. Nhìn cái gì mà khác khác một chút là để ý liền. Đó. Rồi, không có gì khác biệt hết. Ta đi qua bên đây thôi. Đó. Kho báu đang chờ. Một cục nè, hai cục nè, ba cục nè, đó, gớt vô là ba luôn. Mà có gớt vô đi chăng nữa cũng sợ ha, bởi vì cái khói, bởi vì đây là một cái vật phẩm vô cùng đặc biệt, bởi vì nó chống, đây là một cái vật phẩm rồi là chống lửa. Nó mà có gớt vô lava nó cũng có bị gọi là bị cháy đâu. Ở đó thêm một cái nữa kìa, ngon ăn. Đâu, nhìn thật kỹ, nhìn thật kỹ.
nhìn xung quanh thật đấy. Kế bên luôn hay do xa quá, gần một chút mới đào được. Đó, không xuống luôn. Ai da, chết rồi, chơi ngu rồi. Thôi đâu, nhìn lại thêm một lần nữa coi. Ai da, cháy hoài vậy, khó chịu ghê luôn á. Không nhận lửa trong địa ngục cháy đúng lâu luôn. Ô rồi, nhìn thật kỹ nha, nhìn thật là kỹ xung quanh vào. Rồi vẫn không có gì nha, rồi không có gì hết, rồi tạm ổn. Nói chung là tạm ổn nha. Có thể là trong trong cái lớp lava này nè nó có rất nhiều nhưng mà mình không biết đó. Ồ, ở đó một khối đó kìa, đó hai khối luôn, ba khối luôn. Được, bữa hôm nay là lời rồi nghe, không uổng công những cái tấn thuốc nổ mà mình đã sử dụng. Ở đây còn hai stack, còn hai stack nữa. Đâu, ô bên kia, ở đây còn một cả, ở đây còn một cái nữa nè. Trời, đã đi qua không thấy luôn, đó không để ý kỹ là bị mất nữa nha. Đó, ăn vô cái. Ôi à, ở đây tối thui à, khổ quá à. Còn phải chế thêm một cái thuốc, thuốc nhìn trong bóng tối nữa. Hại 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 quá. Rồi thêm cục nữa nha. Rồi tao qua bên đây luôn. Đó, bên đây có tổng cộng là hai cục, hai cục rồi. Đâu, thằng ngó ngó xung quanh một cái, bắt cào lên. Đây ngay chân đầu luôn nha. Một cục, hai cục, trả đưa lại cho tôi. Đâu, dòm ngó xung quanh một lúc coi, coi thử ha, có còn chỗ nào khá nghi không. Mình cá chắc là trong đây vẫn còn rất nhiều đó, mình cá là trong đây vẫn còn một cái gọi là đoạn đây nè. Đó, mình nhớ mình đặt dài lắm chứ không có ngắn vậy đâu, nhưng mà nó bị lava lấp mất tiêu rồi. Đó, cái chỗ này nó nguy hiểm quá. Bậy bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Rồi coi như chỗ này là bị lava che hết rồi ha. Đó, chúng ta không có thuốc chống lửa cho nên là cũng không thể nào mà gọi là lắp cái chỗ này lại được. Vô ích rồi, quá trời quá đất nhiều luôn. Chúng ta đã có tổng cộng 15 cái, bây giờ thì cần thêm 5 cái nữa thôi. Nhà mình nghĩ là chúng ta nên thay đổi chỗ đi rồi, được rồi đó. Bây đằng kia lava không à, chỗ này thì nên thay đổi đi chỗ đi rồi. Thôi đâu, để coi lại coi. Cái hướng này là cái hướng mà đối nghịch với cái gì nha, cái đường đi của mình. Vậy thì mình sẽ đi bằng hướng này đi. Đâu, chúng ta có thể thành quả rồi. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục, sáu cục, bảy cục, tám cục luôn. Kinh dị chưa? Rồi bây giờ khai thác thôi.
mình nó quay trở lại rồi đây hả. Thì đây đó, sau số nói chung là tất cả những cái số TNT mình sử dụng để khai thác á, thì mình được tổng cộng là 34 cái mảnh vỡ của đại này. Ai chà, dư luôn rồi đó, nói chung là dư luôn rồi. Mà thôi kệ, không sao, dư thì chúng ta sử dụng trong việc khác, hoặc là để chân cũng được đó, đúng không? Để chân nó cũng đẹp mà, đúng không? Không, để bây giờ để kim cương á, chân kim cương hồi xưa rồi, bây giờ người ta chân đây là rai rồi cái thứ thôi à. Rồi thì bây giờ thì chúng ta mình nghĩ là chúng ta nên đi về. Bây giờ đơn giản là cái tủ đồ của chúng ta nó đầy, nó ra quá đầy rồi đó. Không thể nào mà đi một quãng đường xa được nữa, nhưng mà đi một quãng đường xa nữa để mà gọi là đi đến cái lâu đài đó, để mà gọi là tìm nguyên liệu á, để mà làm mắc đờ đó, thì nó sẽ không còn chỗ chứa nữa. Em này chết không đi đó. Đó là mình quyết định mình đi về, mình sẽ cất một số món đồ, sau đó mình sẽ mới tiến hành mình đi tìm cái The Forest được. Hiện tại mình đã ở nhà rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là bỏ cái này vô đó, bỏ cái này vô nung lên đó, để mà gọi là làm một cái thuốc ấy này kia, làm cái foil nader, đúng rồi, làm cái foil nader để mà chúng ta có được toàn bộ cái set đồ bằng netherite hết luôn đó. Cái này chật chội quá rồi, cái này xin miếng khổ coi, 4 khối nha đó, để ta làm một cái gương chứa đồ mới được, quá chật chội, quá nhiều đồ rồi. Đây đó, đặt đây đi đó. Rồi mình sẽ cất hết cái đống này vô đó. Cái này thì mình gọi là cái bàn pha chế thuốc này là mình đi tìm, mình lấy từ con dân làng nha, chứ không phải là mình tìm rồi mình tìm được cái forest rồi mình chế ra được đâu đó. Có phải cái này là mình lấy từ con dân làng á, giờ mình phải đi một đoạn đường rất là xa mới có thể lấy được đó. Và bây giờ thì chúng ta cần vàng, vàng thì chúng ta còn được 27 cái nào, để xem nào, 4 cái. Rồi công thức thì nói chung công thức đó là lộn xộn hết trơn á, nó muốn xếp sao xếp à, biển là chỉ có đủ bốn cái netherite với lại 4 cái và 4 phôi vàng là được, 4 cái mảnh netherite với lại 4 cái phôi vàng là được rồi đó. Cắn lên đó, được thêm 4 cục nữa, 4 cục netherite nữa. Rồi ta phải dùng cái bàn này ha, chúng ta phải ép đồ luôn nha đó, chứ bạn dùng cái đe nè, dùng như cái đe đúng không, bạn sẽ không ép vô được. Đó, mà các bạn phải bắt buộc các bạn phải dùng cái bàn này, đó cái bàn này nè, đó các bạn mới ép vô được ha, đó, đó. ép vào luôn, cái này cũng ép vào luôn, đó. Giờ thì chúng ta còn chờ thêm cho cái nón nữa là xong rồi, đó. Đây là một cái lò nung siêu tốc, cái lò này nung rất là mau luôn, đó. Vàng thì chúng ta không cần phải lo nha, vàng thì cái việc đi farm mấy con Bitman đó là nó ra hết à. Đây rồi tất cả chúng ta đã có được một cái tiến trình là tất cả mọi thứ đều bằng netherite đó, ghê chưa. Đây là guild nether, sẻng nether, kiếm nether, rồi cuốc nether, tất cả mọi thứ đều là nether hết, tinh dị chưa, ghê chưa. Rồi thì ta cất cái này vô đi, khoáng sản quý hiếm đó, lấy cái này ra cất vô rồi này, vàng ra nè đó, lấy vàng ra luôn, thẳng tiện để ta nung luôn. Rồi bỏ lên, nung lên đi, nung được nhiêu thì nung đó, bỏ này vào đồ quý hiếm đó. Rồi thì đâu để xem nào, mình đang có hai cái dự định, đó là một mình sẽ đi tìm Nether Fortress, tức là cái pháo đài đó, đó để mà mình kiếm, để mà mình tiêu diệt mấy con quỷ lửa đó mà mình lấy que, để mà mình làm mắt Ender, đó mình làm mắt Ender rồi sẵn tiện mình đi tìm cái hang rồng luôn đó. Rồi cái thứ hai đó là mình sẽ xây dựng cho mình một cái cây ở đây đó, một cây siêu to bự khổng lồ luôn đó, cứ coi chứ không phải như một căn nhà vậy đó đó. Rồi thì cái đó thì mình không biết nên làm cái nào, thì mình không biết làm cái nào, bây giờ đơn giản cái nào nó cũng tốt thôi, nó cũng tốn thời gian hết nha. Thôi mình quyết định là mình sẽ làm cả hai luôn đó,
Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ đạc để mà gọi là đi tìm mà cái Nether Fortress. Đầu tiên chúng ta cần phải có một cái cần câu nè, cần câu cái đã, để mà chúng ta gọi là gì nhỉ, để mà chúng ta đi tìm kiếm mấy cái để mà chúng ta đi thuần phục mấy em Strider thôi chứ không có gì hết. Cái gì nữa rồi? Vấn đề gì, bị vấn đề thì thôi kệ bà đi. Thì mình không biết là mình có thuốc kháng lửa hay không, rồi bộ là không có rồi. Chúng ta còn vàng nè, không biết là mấy con bitlin nó có trao đổi thuốc kháng lửa chúng ta hay không. Nhưng mà nó có trao đổi thuốc kháng lửa thì hay quá rồi. Rồi ta đem ra một cái bài lóc này, để mà bắt cậu đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới địa ngục, xuống dưới địa ngục một chuyến để mà tìm cái Nether Fortress. Mình vừa mới trao đổi với tụi Bitlin xong thì nó cho mình một chai thuốc kháng lửa 3 phút được, ngon. Hóa ra là tụi nó cho mình thuốc kháng lửa, gì mà mình không biết. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện kế hoạch đó là đi tìm cái con Spider. Mà tìm con Spider đó thì mình phải có cái yên. Vậy là mình phải đi về nhà một chuyến nữa rồi để mà trao đổi với con dân làng mà bán cái yên mới được. Mình đã quay trở lại ở đây thì sau một hồi trao đổi với tụi dân làng rất là cực khổ thì mình chả nhận được cái yên nào hết các bạn ạ. Cho nên bây giờ mình quyết định một điều, đó là mình sẽ cố gắng tìm thử cái con Strider nào có sẵn cái yên trên người nó hay không, mình sẽ bắt nó luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình tìm thử là có con Strider nào mà nó có sẵn cái yên trên cơ thể nó hay không, mình sẽ bắt cái con đó. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây thì mình cảm thấy là sau một hồi, nói chung là sau một hồi tìm kiếm, mình không thấy có con nào, có con vật nào gọi là nó có, nói chung là không thấy cái con Spider nào mà gọi là có cái yên trên lưng hết. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ đi luôn mà không cần cái đến cái con Spider nữa, mình sẽ bắt lóc luôn. Đó. Thì bây giờ để tìm cái tọa độ địa ngục, để tìm cái địa ngục đấy thì mình sẽ sử dụng lệnh luôn nha. Chứ mình không thể nào mà mình đi loanh quanh được, bởi vì nó làm như vậy nó rất là mất thời gian. Đó. Mình sẽ làm như vậy luôn. Đó, tọa độ là âm 432 và 384. Âm 432 và 384. Mình đi, mình cần phải đi hướng này. Vậy là mình cần phải đi xéo xéo theo hướng này rồi. Đó, mình sẽ đi theo hướng này luôn nha. Đó. Chứ mình không thể nào mà mình tìm kiếm một cái con nào đó gọi là đợi nó cho tới khi mà nó có yên được. Bây giờ là nó rất là lâu rồi, từ nãy giờ cũng tầm 30 phút rồi đó. Không ít nổi gì đâu. Bây giờ mình bắt mình tìm nữa, mình tìm cái địa ngục đó một cách thật là gọi là gì nhỉ? Cách thật là công, một cách bình thường á. À, có nghĩa là chạy tới giải lô cho sơ địa ngục đó mà tìm á thì nó rất là mất thời gian luôn, thiệt luôn, mất thời gian luôn. Và chúng ta không thể nào mà làm như thế được ha. Cái gì vậy? Rồi, hẹn gặp lại bạn khi mà mình đi đến cái tọa độ đó ha. Ok, mình đã tới nơi rồi. Trời ơi má ơi, nó xa ơi là xa luôn á. Đâu tuy chưa đúng lắm, nói chung là tuy chưa chưa nói chung là chưa đúng lắm rồi, thôi kệ đi, chúng ta đã gặp được một cái fortress rồi thì chúng ta cứ việc lên đi. Gặp được rồi thì cứ việc đi lên đi, đừng có nói nhiều nữa, mệt mỏi lắm rồi. Đúng là cực hình mà, ngày hôm nay đúng là một ngày tệ hại cực kỳ luôn á. Thì mình sẵn tiện để mình nói trong video luôn ha, cái series mà 1.000 ngày sinh tồn trong thế giới siêu phẳng á thì bây giờ chắc có thể là mình đổi kế hoạch lại đi bạn ơi. Tôi có nghĩa là bây giờ là mình sẽ không quan trọng là mình sẽ sinh tồn được bao nhiêu ngày nữa, không, mình quyết thì ban đầu á mình dự định là mình sẽ sinh tồn 100 ngày rồi sau đó mình mới đăng video lên đó, được chưa? Nhưng mà đó, xui cho mình một cái đó là mình không hề biết được rằng là mỗi một ngày cho qua trong Minecraft nó lại lâu đến như vậy. Cho nên là mình cho nên nó thành ra là nó khá là lâu. Cho nên bây giờ hay là mình sẽ quyết định làm kiểu như là kệ đi, cứ sinh tồn tới đi, mình quay lâu lâu kiểu như là cho nó dài dài xíu đó. Mình cảm thấy là được rồi, như vậy là được rồi, video như vậy là được rồi, kết thúc được rồi đó. Cho nên là không cần quan trọng là bao nhiêu ngày nữa ha. Rồi đó, chúng ta đã vào được cái địa ngục này rồi. Giáp ngựa kim cương này, mà tôi đâu có ngựa đâu.
À, bây giờ chúng ta sẽ khám phá khu này xíu. Bỏ mấy cái đống xương đi, đống xương. Mấy cái xương đó ở nhà mình có nhóc. Nhà mình có một đống luôn, sợ gì, không sợ thiếu. À, chỗ này bị chặn rồi. À, chỗ này, bên đây. Ủa, mé lắm đường thế. Lại giáp kim cương à. Ồ. Ok, chắc là mình sẽ bỏ một số thứ linh tinh lại ha. Cái ma này bỏ vào nè, đá nè. Cái da này bỏ vô luôn đi, nhà mình có nhóc bò luôn mà. Bỏ cái xương này vô luôn đi. Các linh hồn nè, bỏ luôn. Đó. Rồi khối đá luôn đi. Đó, khối đá đó có dùng làm gì đâu. Đó. Rồi. Ở đây có hai đường, mình sẽ đi đường này trước thử coi. Ok, chỗ này có búa địa ngục nè. Rồi, có búa địa ngục đúng không? Rồi, xong thì mình sẽ lấy cát về luôn, mình trồng. Rồi, trồng búa địa ngục luôn, phải có cát linh hồn nha. Trồng búa địa ngục mà không có cát linh hồn là nó rất là phiền phức. Ok, đó. Trộn mấy cái sẻng. Có cái sẻng gia tài à. Không phải, có sẻng hiệu sức 5, hiệu sức 5 đào đúng đã luôn. Lên đây coi có gì không. Rồi ok, xong vụ rồi, xong chỗ đó ha. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ chặn chỗ này lại đi để cho biết được rằng hay là chỗ này mình đã đi rồi. À, cái này là mình đã lấy rồi nè. Ok bạn ơi, thì hồi nãy mình gọi là đi có việc một xíu, vì bây giờ mình về rồi đây. À, giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cái lâu đài này. Đây không có gì nha. Rồi, hết đường rồi. À, mình sẽ đóng cái chỗ đó lại. Chết rồi. Dính độc rồi. Dính độc rồi bạn ơi. Dính độc rồi. Mày. Ui, đau quá. Đâu rồi, chỗ này là cái chỗ nào quên tiêu rồi, không nhớ cái này à. Lúc nãy là mình đi lên bằng đường nào mình không nhớ nữa bạn. Đây có một cái đường này. Chúng ta được một cái đậu của Wither nè. Ngon, hay ho nhé. Ê chị, trời má. Chết đi nha. Ok, mình sẽ bỏ xương ra đi. Không cần xương. Bây giờ thì mình không cần xương đâu. Xương nhà mình có đầy. Nãy mới giết cái con kia đâu vậy đây. Đó. Ồ, bây giờ tôi mới biết luôn ha, là cái que lửa này có thể phát sáng á. Trời má ơi, nhà ồn ào quá. Rồi xuống đây coi. À, mình đi từ hướng đó rồi. Rồi lên đây. À, đường này thấy lạ lạ là đường này chưa đi như vậy nè. Trời má ơi, đường khủng quá. Thôi. Thôi chặn lại đi. Để mất công là đi vô trong đó nhiều lần rồi mệt lắm. Rồi. Chặn chỗ này lại nha. Rồi chặn chỗ này lại luôn. Chỗ này là đi rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ ưu tiên mình tìm cái chỗ mà cái lồng spam con quỷ lửa nha bạn. Ở đây có Wither nè. Lại đây, lại đây, come on here. Lại đây. Lại đây. Thấy đang cầm cái gì trên tay không? Người ta đang cầm Nether đó, kiếm Nether đó. Đây rồi, đây rồi. Rồi mình sẽ ở đây mình farm cái que quy lửa một lúc rồi sau đó mình sẽ đi về các bạn. Rồi ở đây mình sẽ ngồi để mình đợi mình farm que quy lửa một lúc đi. Đó.
Ok bạn ơi, thì mình đã bị nó đánh chết luôn rồi. Trong lúc farm mà mình bị tụi nó đánh chết rồi. Nhưng mà không sao, mình đã thu lại được ba cái đầu của Wither Skeleton bạn. Đó, kinh dị chưa, kinh dị chưa. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ gọi là gì nhỉ? Đây mình sẽ lấy cái này ra. Đó. Mình sẽ đem nó đi trồng nha. Đó. Mình sẽ cất một số thứ linh ta linh tinh vào đi. Quá trời nhiều đồ linh tinh này. Đâu rồi? Đây đi. Đó. Obsidian, ba cái obsidian này đó, để vô luôn đi. Đó. Giáp nữa, kim cương này. Đây là những món đồ quý giá nha. Giáp ngựa kim cương bỏ vô vàng nè. Đó. Đây là nơi sẽ chứa đựng khoáng sản nè, này 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 luôn đó. Rồi mình sẽ gọi là gì nhỉ, đổi cái này ra. Đó. Thì mình mới mua một cái gọi là gì nhỉ, một cái tai phone mới, nhưng mà không biết là nó dùng tốt hay không, chưa gì cho. Mà mình thấy hiện tại bây giờ là thì mình thấy hiện tại bây giờ là cái khả năng mà gọi là gì, là trải nghiệm âm thanh của mình đối với cái tai phone này nó không được tốt rồi nè. Đó, mình cảm thấy là trải nghiệm của mình đối với cái tai phone này bắt đầu cảm thấy không tốt rồi, bởi vì đơn giản là nghe nó bị sắc nét lắm các bạn. Đó. Nhưng mà mình thấy kiểu dáng nó đẹp thôi, mình nghĩ là nó sẽ ổn. Đúng là đồ trên mạng có khác, kiểu dáng thì rất đẹp nhưng mà về dùng thì chưa chắc gì đã ngon. Nhưng mà dùng thì cũng được các bạn, dùng thì cũng vẫn tạm được nha, chứ không phải là không đâu. Còn cái tai phone kia thì kiểu như là nó tách biệt mình, nó tách âm thanh luôn bạn, âm thanh bên ngoài là âm thanh trong game nó tách biệt hoàn toàn luôn. Mình đeo cái tai phone mà kiểu như tai phone mà chụp với bạn, cái tai phone mà chụp chụp đầu á, đó, đảm bảo với bạn luôn là không nghe thấy gì luôn. Đó. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ trồng cái này ra. Đó. Làm sao mình sẽ trồng cái này ra trước đi. Đó. Mình sẽ trồng cái này ra như thế này. Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Mỗi lần đặt đặt cái lóc này xuống là nghe thấy tiếng gì nè. Có cái tiếng gì nhìn nghe lạ lắm rồi. Các bạn nghe thấy không? Có mà trời quá ghê vậy. Rồi. Yeah, chúng ta đã có thể chế được một cái thuốc gọi là gì nhỉ? Thuốc kháng lửa rồi mọi bạn ơi. Đó. Để vào nè. Đó. Rồi, ok bạn ơi, chúng ta đã có được thuốc kháng lửa rồi. Và điều bây giờ mình cần làm đó là cho thêm một cái bột đá đỏ vô nữa để cho nó tăng thời gian lên thôi chứ không có gì đâu bạn. Đó. Mình sẽ cho một cái bột đá đỏ vào để cho nó tăng thời gian lên. Đó. Rồi mình sẽ làm thêm thuốc nhìn trong bóng đêm luôn nha bạn. Đó. Mà mình không biết là mình thật sự là mình cũng không nhớ, nhưng mà mình cũng không biết cái cách làm công thức thuốc nhìn trong bóng đêm như thế nào hết. Rồi xong nha bạn, đó 8 phút đồng hồ nha, đó tha hồ mà nhìn. Rồi còn gì nữa ta? Đúng rồi, mình sẽ làm cho mình thuốc ở dưới nước luôn. Mình nhớ mình có rất là nhiều chai lọ. Đâu rồi, đây nè, đó. Mình có rất là nhiều chai lọ luôn nè. Tha hồ mà dùng. Cái xương hả, xương này mình sẽ để vào đây đi. Rồi, ok. Rồi mình sẽ múc nước. Cách làm múc nước biển đi. Đó, nước mình mong bao la sợ gì. Ok thì mình đã có thuốc người ta thuốc thở dưới nước nha. Ai cha mình để lộn một lọ rồi, mình để lộn một lọ bởi vì giờ nó sinh ra cho mình có hai lọ. Ai cha và khốn nạn quá đi. Ok đi bạn ơi, cũng xong. Thôi bây giờ thì đâu để coi nè. Mình sẽ gọi là gì ta, mình sẽ làm gì bây giờ ta? Đúng rồi. Chắc có thể bây giờ mình sẽ đi ngủ đi bạn ơi. Sáng sớm ngày hôm sau mình sẽ sắp xếp để khu này của mình bạn. Đi cho cái chỗ gì đâu nhìn thấy mà gớm. Thiệt luôn, đi chỗ nhìn thấy mà gớm luôn bạn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọi là gì nhỉ? Mình sẽ dời đồ qua bạn, dời đồ qua một chỗ bên đây đi. Dời đồ qua đây bạn, dời đồ qua chỗ bên đây đi. Chứ để ở đây thì nó không tiện cho lắm bạn. Đó. Mình dự định là xây một cái cây chà bá lửa ở đây nè.
nhưng mà bây giờ thôi chắc phải dời đồ rồi. Rồi sau một đêm vất vả thì cuối cùng mình cũng đã gọi là gì vậy? Mình cũng đã chuyển chuyển cái lũ đồ, chuyển cái đám đồ này về ha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình xây một cây thật là lớn đây ha. Thì mình nghĩ là mình sẽ không gì ạ, mình sẽ không quay cái đoạn xoay cây này đâu, bây giờ đơn giản nó bây giờ hiện tại bây giờ từ nãy giờ cũng rất là đau, cũng rất là lâu rồi. Đâu để xem nào, 30 phút thì nói chung là nó khá là lâu lắm, cho nên là mình sẽ không quay đâu hả, mình sẽ quay cái lúc mà mình vừa sẽ xong cho bạn xem. Rồi ok, hẹn gặp lại bạn trong khi mà mình xong nha. Ok bạn ơi, mình đã xây xong rồi. Thì mình đã mất hết tổng cộng là 2 ngày bạn, 2 ngày ngoài đời chứ không phải 2 ngày trong game nha. Đó. Thì ngày hôm kia thì mình đang xây tới 12 giờ đêm luôn bạn. Đó, thì mình đi ngủ xong thì kiểu như là thức khuya mà bạn. Đó, thì tập mình cũng hơi thức khuya nữa. Đó, ngủ thì dậy thức dậy trễ. Thì cái lúc mà mình thức dậy tầm 11 giờ đó thì lúc đó mình bắt đầu mình xây nữa. Mình xây cho đến khi 12 giờ đêm tiếp tục ngày hôm qua luôn. Đó. Và thế là bạn thấy đó. Rồi, bạn thấy nha. Rồi, thì mình vẫn đi ngủ và sáng nay mình thức dậy thì cũng tầm 10 11 giờ rồi đó. Thì cuối cùng hôm nay 3 giờ chiều. Không, tổng cộng là 2 giờ mấy đó, 2 giờ mấy chiều đó, gần 3 giờ mình đã xây xong rồi nè bạn. Đó. Cái cây của mình. Dạ. Ủa xị má nó xấu vãi. Nó xấu vãi cứt luôn á thời. Nó thề luôn á, nó xấu vãi luôn á. Đây mình sẽ đi một vòng cho bạn xem. Đây nha. Đây là cái phần trước của nó nè. Đây là cái phần bên hông. Đó. Còn đây phần bên hông nè. Mình có gắn mấy cái đèn mà kia. Cái đó mình có gắn mấy cái đèn mà phía trên đầu đó các bạn, để cho kiểu như là nó phát sáng á. Đó, mấy cái đèn mà ở trên nằm ở trong cái lồng các bạn, nằm ở phía bên trong của cái lá đó để cho nó phát sáng. Nhưng mà mình thấy là hình như không có tác dụng gì phải. Thôi kệ đi, để đại đi, cũng có chết chấp ai đâu. Đó, còn đây là phần bên hông nè, đây là phần đằng sau của nó nè. Còn đây là phần bên trái đúng không ta? Bên trái hay bên phải thì mình cũng biết, mình cũng không hình dung được nữa. Rồi nha. Rồi, phần này thì nó hơi tối xíu. Thì mình nghĩ là mình sẽ không cắm đuốc đâu bạn, mình sẽ thay bằng cái đèn luôn nha. Đó, mình thay bằng cái đèn này luôn đi. Đó. Đó, rồi vậy đi. Thay cái này đi cho nó đẹp bạn. Đó. Chứ cắm bằng đuốc kia nhìn thấy xấu. Cắm bằng đuốc nhìn xấu. Mà mình cũng không nghĩ là mình sẽ xây đẹp đâu. Nè, đây đi. Để đừng có cho quái nó spawn nha các bạn. Rồi. Còn đây. Bên đây. Đây kìa. Đây rồi. Thì cái phần bên trong là mình sẽ xây gỏng nha các bạn. Đó. Cái phần bên trong cây này mình xây gỏng nha. Đó. Chứ mình sẽ đặt cái chỗ nó tốn nguyên liệu cực kỳ luôn á. Cái mà phần mà mình thì chứ bạn, nhất là cái phần mà lâu lắc nhất là cái phần thân cây á. Đây, cái phần thân nè, đó. Đây là cái phần cành, đó cái phần cành này nè là cái phần lâu lắc nhất luôn trong tất cả những cái phần mà lâu á bạn. Đó còn thêm phần lá nữa bạn. Cái lá thì mình quên khai thác bạn. Cái lúc mà mình khai thác gỗ mình quên khai thác lá, và thế là khai thác muốn chết luôn. Đó. Nhưng mà mình vẫn còn bạn, mình vẫn còn lá nha, mình vẫn còn lá ở phía trong cái cây nè, ở phía trong nhà của cây nè. Thôi kệ đi, vậy mình nghĩ vậy chắc được rồi. Làm nữa là mệt dữ lắm luôn các bạn, thiệt mệt dữ lắm luôn rồi đó. Rồi. Đó, vậy đi. Các bạn muốn chê nó xấu thì chê nó xấu hay là cực xấu gì tùy ý bạn nha. Chứ mình là mình chỉ muốn ha, mình riêng mình hay mình là mình chỉ thấy là ôi cái cây quỷ quái này nó cũng đã xong rồi, khỏe quá. Ok bạn ơi, thì lúc đó là nhà mình nó ồn quá, mình sợ nó cái tiếng ồn của cái đó nó hút vô vào video á, cho nên là mình không quay được ha. Bây giờ thì chung là nó ổn định nè.
thật ra là nó hết ồn từ lâu rồi, nhưng mà có điều hay là tới tới bây giờ thì thời điểm bây giờ mới thích hợp, tới thời điểm bây giờ mới thích hợp để mà mình quay, là để mà cho mình quay ha. Đó đây đó, thì bạn đi đó, nhìn tổng thể đi đó, thì đây là cái cây của mình ha. Đó đây là cái đường đi lên nè, hai cái đường đi lên chỗ này nè đó. Nhưng mà cái đường đi lên này nó hơi bị sao ta, bị loạn xíu nha. Đó. Đi mà kiểu như là đi mà nhanh quá dễ bị đi lộn hướng lắm, mà nếu hồi như là các bạn muốn qua bên đây đúng không, nhưng mà bạn đi nhanh quá bạn chạy thẳng lên đó luôn đó. Đó, nó kiểu vậy đó. Rồi thì mình sẽ cho bạn xem cái phòng đầu tiên đó. Đây là cái chỗ ngủ nè đó, giường hồng luôn nha, màu hồng nam tính luôn mới chịu đó, là màu hồng nam tính rõ ràng nha. Đây là ông nào mà nói thôi, ui mẹ thằng này nó bị BD mẹ, nó chơi màu hồng dù quá thôi cũng biết cái chân, chơi màu hồng nó mới nam tính, màu đỏ anh ta BD, màu hồng tới nam tính, màu đỏ tới mới BD, thấy chưa. Đó đây là một cái nơi mà sao ta, ngắm cảnh rồi các thứ đó, chúng ta có thể ngắm cảnh ở đây là ngắm mặt trăng lên cao đó, bật một cái bài nhạc lo-fi nào đó thì nó gọi là hết sảy luôn đó nha. Đó ở đây là một cái giá để giáp nè đó, còn đây một cái chậu hoa đó, còn đây là những cái cây đó, trang trí cho có thôi đó. Còn bên ngoài này thì có hai cây nè đó, hai cây này đó, hai cây này đây, cái này là cái cây nè đó, cái lá của nó nè đó, nhưng mà nó bị trùng với những cái lá khác. Giờ mình cũng có gắn thêm vài cái đèn ở trên đây nữa cho kiểu cho lung la lung linh đó, nhưng mà thôi nhưng mà thấy là chắc thôi không xong rồi, thấy nó cũng không có lung linh gì mấy, thôi kệ nó luôn đi. Thiệt lên cái thời gian mà đi lên đi xuống để mà gắn mã đèn này thì cũng nói là cái nó lâu lắm đó. Còn đây là cái chỗ engine đúng rồi, và đồng thời cũng là một cái nhà kho luôn ha đó, một cái nhà kho đàng hoàng luôn. Còn đây là đèn đó, cái đèn nè nó trang trí đèn gắn vậy đó cho nó sáng là cho mọi người. Đây còn bên đây, bên đây thì cái đèn nó cũng giống như bên kia thôi đó. Đây có lò nung nè, đây ở đây là một cái dạng một kiểu giường, một kiểu giường thiết kế rất là khác người đó. Quên chỗ này, lắp lại chỗ này luôn đi đó. Đây một cái kiểu giường thiết kế cực kỳ khác người nha đó, chúng ta có thể nằm kiểu sao ta, đấy nằm đây nè đó, giống hệt như là cái lúc mà cái như chúng như mà chúng ta vẫn chưa buồn ngủ thì chúng ta có thể nằm xuống đó, quay mặt về hướng này và dòm khung cảnh về đêm một cách thật là lung linh đó. Ở đây là một cái lò sưởi, một cái gương chứa đồ, một cái đèn, rồi xong hết rồi, không có gì cả. Rồi đó nha, đây là tổng thể cái cây của mình nha bạn. Đó, thì mình có gắn thêm những cái đèn này nè, đó. Cái đèn này nè kiểu như cho nó trang trí thôi bạn, chứ gắn đủ thì nó xấu lắm. Đó, đó thì đây cái cây, đây là cái cây của mình đó. Đó. Các bạn muốn chấm điểm bao nhiêu các bạn chấm ha, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm cái tùy ý các bạn ha. Nhưng mà riêng mình thì mình nhận xét đúng câu thôi, xấu phải nồi thiệt luôn, xấu quá thiệt luôn, xây xong nhìn xấu phải, nói chung mình nhìn xấu thôi bạn. Nhìn xấu thôi mình nói đúng, mình nói thật mình xây cũng chả có đẹp đẽ gì hết. Đây là cái phần này nè, nhất là cái phần này nè, đây cái phần này nè, cái phần mà mình mũi tên á, cái phần này mình thấy nó cực kỳ kỳ sao, mình thêm phần đó nè. À, thêm phần này nè, cái phần này, à, thêm phần này nè, đó, mình thấy mấy cái phần này nó cứ kỳ kỳ sao sao, đó, rồi ha, rồi hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nha, bye bye.